Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Gì. Dành cho những quý vị nào lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Gì thì Sành Đồ Gì là một shop đồ gì hàng hiệu chuyên các món hàng thường tuyển cho nam. Sành Đồ Gì cam kết rằng những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân là một người bán hàng Sành Đồ Gì sẽ trung thực với sản phẩm của mình. Nói chung là hàng hóa là đồ gì nên là có sao Sành Đồ Gì sẽ gửi cho quý vị là y như vậy, đưa quý vị đến với cảm giác là y như chúng ta đang ở shop vậy. Và một lần nữa Sành Đồ Gì nói luôn là Sành Đồ Gì vừa receive tất cả sản phẩm của mình trên phạm vi toàn quốc và chúng ta chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398 nhé. Hiện tại thì có rất nhiều những người ta giả danh Sành Đồ Gì để bán hàng lừa đảo cho quý vị nên là chúng ta chỉ chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398 để chúng ta có những quyền lợi tốt nhất của khách hàng như phía Sành Đồ Gì nhé. Ngày hôm nay thì để tiếp nối với cái clip ngày hôm trước đó là các mẫu áo di lê câu cá hay là di lê quân đội thì Sành Đồ Gì lại gửi cho mọi người rất nhiều những cái mẫu mã di lê khác nhau, và hôm nay thì chúng ta có rất nhiều những mẫu mã đẹp từ Colombia hay là Avation hoặc là một vài những thương hiệu khác chúng ta cùng nhau khám phá ngay trong clip này. Thì quý vị để ý rằng là bên cạnh Sành Đồ Gì đây thì sẽ có một bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ bao gồm tất tần tật những thông tin quý vị cần thiết về một cái sản phẩm. Chẳng hạn như là đầu tiên tức là phải nhớ đến mã sản phẩm nha. Khi mà quý vị liên hệ với Sành Đồ Gì thì có thể nhắn rằng là em ơi mã này còn không, nếu mà trong trường còn thì Sành Đồ Gì sẽ báo còn và quý vị gửi địa chỉ cho Sành Đồ Gì rồi Sành Đồ Gì sẽ gửi hàng đến cho quý vị. Khi mà chúng ta nhận hàng thì chúng ta vui lòng là chúng ta cẩn thận kiểm tra trước xem là thứ nhất là mình có vừa hay không và thứ hai là mình có ưng ý hay không. Trong trường hợp không vừa và không ưng ý thì quý vị vui lòng thanh toán lại cái khoản ship để hàng hoàn về giúp Sành Đồ Gì. Một lần nữa Sành Đồ Gì cảm ơn tất cả những quý vị nào chúng ta đã có mặt tại phiên live ngày hôm nay. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đặc biệt là nhớ kỹ là các thông số để chúng ta chốt được những món hàng mình ưng ý nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mã G12. Con áo này thì chúng ta sẽ có chiều dài là 58, ngang là 55. Riêng với cái dòng ghi lê này thì Sành Đồ Gì sẽ không để sai quý vị nhân. Riêng với cái dòng ghi lê này Sành Đồ Gì sẽ không để sai. Tại vì tùy vào từng cách mặc của mỗi một người trên cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những cách mặc khác nhau, nên Sành Đồ Gì để thông tin cho quý vị để chúng quý vị đã tự lựa những cái món hàng cho mình. Thông thường thì ghi lê sẽ rất là dễ mặc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến một sản phẩm đến từ thương hiệu Colombia. Quý vị, Colombia đều một thương hiệu của Mỹ và chắc chắn quý vị nào có chơi đồ xi lâu thì sẽ biết là hàng Colombia thì rất là đẹp và rất là bền. Con này cũng là một trong những cái mẫu tương tự như vậy này quý vị, quá là ok luôn. Một cái mẫu rất nhiều túi, ngay cả mặt bên trong này vẫn còn có túi luôn ạ. Đây, mặt bên này vẫn còn có túi luôn. Cái này thì bị gãy cái đoạn dây kéo rồi, bị gãy cái đoạn dây kéo rồi. Thì đưa hiện trạng chính xác nhất cho quý vị là để chúng ta mua về thì tránh trường bị sốc. Có rất nhiều shop là Sành Đồ Gì thấy ra là có nhiều shop là họ cứ hay nói khống. Chính vì thế là Sành Đồ Gì muốn trung thực tất cả sản phẩm mình. Nói chung là đồ gì thì đã qua sử dụng rồi nên là có nhiều món hàng có sao Sành Đồ Gì sẽ gửi cho quý vị là clip là y như vậy nhá. Riêng con này thì chúng ta sẽ có là mã G12 nhé. Con này thì chiều dài là 58, ngang là 55. Con này là 450k. Khi quý vị mua con áo của Colombia này thì quý vị sẽ được tặng kèm một chiếc mũ của Colombia luôn. Khi mà quý vị mua con áo này thì chúng ta sẽ được tặng kèm một chiếc mũ của Colombia luôn, con mũ chính hãng của Colombia luôn. Đó, ở bên trong này thì vẫn còn nguyên tác của họ này. Nói chung mấy cái món hàng Colombia thì có rất nhiều những cái chi tiết ở trên những con hàng này. Đó, có rất nhiều chi tiết ở trên này. Ví dụ như là con này Sành Đồ Gì đội vào thử xem có hợp không mọi người nhé. Đội vào thử xem có hợp. Wow, cũng rất là hợp. Con này mà nếu mà Sành Đồ Gì đi rừng, đi núi hoặc là đi cắm trại, camping các thứ thì cũng rất là đẹp đúng không mọi người. Chúng ta sẽ có ngay một con áo quá là ok luôn. Tiếp theo chúng ta đến một con của một cái mã, đó là một con của Zip QI. Con này thì Sành Đồ Gì thấy rằng là vẫn còn nguyên tác luôn này quý vị, vẫn còn nguyên tác luôn. Hiện trạng con này thì ok, ngoại trừ cái điểm đó là bị gãy mất cái đoạn khóa đây, còn lại tất cả mọi thứ đều là ok hết quý vị nhé. Hôm trước thì có rất nhiều quý vị là chúng ta nhận những món hàng này từ Sành Đồ Gì và nói rằng là rất là ưng. Sành Đồ Gì rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ Sành Đồ Gì suốt thời gian qua. Nếu không có quý vị thì chắc chắn rằng là những cái món hàng này thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể được trôi chảy ở shop Sành Đồ Gì. Rất là cảm ơn mọi người. Con này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã mã G1. Con này là size L Âu với quý vị nhé. Chiều dài chiếc này là 70, ngang 61. Giá con này là 450k. Một con áo quá là ok luôn cho những quý vị là chúng ta thích. Tiếp theo chúng ta có một con của
Aspiration này, có một con Aspiration này quý vị này, con này kaki hết nhá. Trên cúc áo này có chữ Aspiration đây, ở trên này. Và mấy cái con này thì ở bên cạnh này thì có rất nhiều những cái chi tiết nó lạ. Kiểu như là mấy cái mẫu này thì nó có nhiều chi tiết lạ. Sành Đồ Si thì gửi cho quý vị là y chính xác những gì mà mọi người thấy khi mà nhận hàng nhá. Con này là chất kaki rất là dày đấy quý vị, chất kaki rất là dày. Ngoài những cách mặc phổ thông thì ngoài ra thì chúng ta có thể mặc con này với rất nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ con kaki này có thể mặc theo kiểu là bụi bặm, con này thì có thể là mặc theo kiểu rằng là chúng ta leo núi các thứ đó. Chúng ta sẽ có con này, đây là mã G2 nhé. Con này là chiều dài 64 này, ngang 53. Con này giá là 450k quý vị nhé. Quý vị cứ để ý cái bề ngang nhé, tại vì đôi khi mà cái chiều dài nó không quá quan trọng, cái bề ngang nó mà là quan trọng để quý vị chúng ta mặc vừa một chiếc áo ghi lê quân đội kiểu như này nhé. Con này cũng màu rất là đẹp này. Tiếp theo chúng ta có một con màu giản dị rất là ok đây. Con này là của Jubei Crew này. Tác cũng rất là ngon luôn, tác nhìn súng siêng các thứ rất là ngon luôn. Và mọi người thấy chưa, cúc cái khóa đồng họ làm ấy, rất là đẹp luôn ạ. Tất cả những cái chi tiết này, bên này thì có chữ là Army, xong có một cái lá cờ của Mỹ này. Ở trên này có rất nhiều những cái chi tiết để quý vị chúng ta có thể cắm cái bút hoặc cắm cái gì lên trên này cũng được. Ở mặt dưới thì có các túi ở đây. Mặt đằng sau thì chúng ta có một cái lớp lưới như thế này, quý vị có một cái lớp lưới như thế này. Và chúng ta cũng có hai cái đoạn để chúng ta kéo lại trong trường hợp mà nó bị to, hoặc là muốn ôm sát thật thì chúng ta có thể là lựa chọn cái mẫu này. Đây là mã G3 nhé, con này là chiều dài là 57 này, ngang 51. Con này thì Sành Đồ Si án chừng nó khoảng size M, tức là những quý vị nào chúng ta dao động vào tầm khoảng là 60-65kg. Nói chung rất là khó để án tầm cái size này, nên quý vị cứ để ý cái chiều dài cũng như cái bề ngang để chúng ta lựa những con hàng nó ok với bản thân mình nhất nhé. Con này thì quá là ngon luôn rồi, đây là mã G3. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với cái mã G4 này. Có một con của AS của Zip này. Chắc là cái con này thì ngon rồi, nên là quý vị chúng ta cứ thong thả nhá. Chúng ta cứ thong thả lựa những cái món hàng nào mà mình ưng nhất, Sành Đồ Si sẽ đưa mọi người đến với cái sản phẩm. Con này thì nó bị gãy cái đoạn khóa đây này quý vị này. Con này bị gãy đoạn khóa đây rồi. Nhưng mà Sành Đồ Si thấy không ảnh hưởng chất lượng con này lắm. Chất lượng con này ngon. Chúng ta sẽ có đây là mã G4 nhé. Con này là size con này áng chừng khoảng size M, chiều dài là 56 này, ngang chính là 54. Con này là 450k quý vị nhé. Con này thì bị gãy khóa một chút thôi, nhưng mà cái khóa này thông thường là chả ảnh hưởng gì cả. Tiếp theo chúng ta đến một cái màu giản dị cũng khá là đẹp này. Có một con màu giản dị rất là đẹp. Con này thì kiểu dạng no brand đấy quý vị. Con này thì kiểu dạng no brand. Sành Đồ Si thấy rằng là con này màu đen cũng như là cái chất liệu con này ok, nên Sành Đồ Si gửi cho quý vị. Ở bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có hai cái túi, trên này cũng có nhiều túi, nói chung rất là nhiều túi với con này. Con này mặc đúng kiểu đi rừng đi núi, hoặc là đúng kiểu quý vị mặc để đi cảnh cũng quá là đẹp luôn. Đây là mã G5, con này là size L nhé, chiều dài chiếc này 66 này, ngang 58. Con này thì áng chừng khoảng size L, tức là quý vị là khoảng 70-75 cân thì có thể mặc ok với cái mẫu này. Hoặc là quý vị thích mặc to thì chúng ta rơi vào khoảng 65-75kg. Nói chung là mình con này mặc rất là dễ. Tiếp theo chúng ta có một con đến từ chất kaki nữa này. Đến từ chất kaki nữa, con này thì chắc chắn thương hiệu nổi tiếng rồi, Valentino này. Lâu lâu mới bắt gặp mấy con Valentino thì quý vị chốt ngay con này nhá. Con này chất kaki, hàng Valentino lúc nào cũng ngon, ngon lạnh cành đào luôn ạ. Con này thì Sành Đồ Si thấy rằng là cái khóa nguyên bản nó sẽ là như thế này này quý vị. Cái khóa nguyên bản nó sẽ như thế này. Nhưng mà chiếc này hơi buồn là nó đã bị gãy một đoạn khóa đây rồi. Thì Sành Đồ Si đưa hiện trạng rõ nhất nhá. Nhưng mà hàng Valentino lại cái tác đẹp không quý vị? Đẹp rồi. Mặt đằng sau đây, còn mặt đằng trước đây. Con này quá là ngon nhẹ luôn. Quý vị là chốt được con này đúng là kiểu dạng là rất là vui luôn ạ. Sành Đồ Si cũng thấy vui luôn. Đây là mã G6 nhé. Con này là chiều dài 65 này, ngang 57. Con này cũng rơi khoảng size L, tức là khoảng 65 cho đến khoảng 75kg thì sẽ mặc ok với cái mẫu này. Ghi lê hàng dễ mặc nên là gần như trải được cái gì. Tiếp theo có một cái màu của Lục Quân đấy, có một cái màu rất là đẹp luôn. Cái màu này thì Sành Đồ Si thấy rằng là siêu đẹp luôn quý vị. Con hàng này của chúng ta đến từ Torachi nhé, bọn Torachi. Đó, nó sẽ kiểu tầm như thế này, mấy con hàng Nhật nó sẽ kiểu tầm như thế này. Đẹp không quý vị? Rất là đẹp luôn, cái màu cũng rất là đẹp luôn. Đó, ở đây thì họ còn cẩn thận cho chúng ta thêm một cái lớp như thế này nữa. Và có thể để được thêm đồ ở bên bên này và bên này nữa. Hai cái nó na ná giống nhau.
Trước mặt thì chúng ta có 1, 2 và có thêm rất nhiều túi ở đây. Chúng ta sẽ có chiếc này, đây là mã G7 nhé, con này là size M. Chiều dài là 59, ngang là 49. Con này áng chừng khoảng quý vị nào khoảng 55-65kg thì chúng ta sẽ mặc ok cái mẫu này nhé. Áng chừng thôi, còn lại thì quý vị lựa chọn mới là chính xác nhất. Tiếp theo có một cái màu tàn di cũng rất là đẹp này, con này của Zenoth Phê này. Con này của Zenoth Phê nhé, con này không phải là hàng fake của Zenoth Phê đâu. Hai thương hiệu này nó na ná, kiểu giống nhau đó quý vị. Chúng ta sẽ có con này với các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã G8, con này là chiều dài 63, ngang 58. Con này thì áng chừng cho quý vị nào chúng ta khoảng 65-75kg thì sẽ mặc ok với cái mẫu này. Một cái mẫu rất là đẹp. Hôm trước thì cũng có con, một con của Zenoth Phê này thì cũng có quý vị chúng ta ở trong An Giang chúng ta chốt luôn rồi. Khá nhiều quý vị chúng ta hỏi. Con này thì sạch đồ si thấy chi tiết trên con này cũng rất là đẹp nhá, quý vị nào chúng ta thích và vừa thì có thể chốt con G8 này. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con của thêm một con ở chút Asusion nữa này, có một con của Asusion nữa cho quý vị lựa này. Còn lúc nãy nếu mà không chốt được có thể lựa thêm con này. Đó, con này chất kaki như lúc nãy sạch đồ si nói rồi. Mấy cái chi tiết ở trên con này cũng rất là đẹp, khóa đồng. Chất kaki quý vị nhá, chúng ta có mã G9. Con này chiều dài 61 nhé, ngang 52. Con này thì dao động và cho quý vị nào chúng ta trong khoảng là từ 55-65kg thì sẽ mặc đẹp cái mẫu này. Một cái màu rất là đẹp luôn, màu cực kỳ ok luôn. Cho quý vị nào chúng ta thích thì có thể lựa cái mẫu này nhé. Quá là ngon nghẻ, một chất cạc kỳ cứng. Dành cho những quý vị nào chúng ta là fan hâm mộ của Nikon thì có thể có một con Nikon để cho quý vị lựa đây. Nikon này là chắc là quý vị nào chúng ta chơi máy ảnh nhiều chúng ta sẽ biết Nikon này. Đây là thương hiệu mà chuyên dành cho những quý vị nào chúng ta đam mê nhiếp ảnh các thứ. Nhìn con áo này cũng rất là nghệ sĩ đúng không quý vị, nhìn vào đã thấy nghệ sĩ rồi. Chúng ta sẽ có chiếc này với chiều mã G10, chiều dài 64 và ngang 56 nhé. Con này dao động tầm khoảng size L. Quý vị nào chúng ta khoảng là từ 60-75kg thì sẽ mặc ok cái mẫu này nhé. Nói chung là cái mẫu này cũng là cái mẫu dễ mà nhìn nghệ sĩ một tí. Cuối cùng chúng ta có một con của Canon này. Quý vị nào chúng ta làm những cái nghề ảnh hoặc là đơn giản là quý vị chúng ta thích mấy cái mẫu Canon thì có thể lựa mấy cái mẫu quá ngon, dày các thứ này nó làm rất là ngon nhẹ chuẩn chỉ luôn. Có một vài chi tiết trên này là cái này đoạn nó bị gãy, cái đoạn đoạn kéo nó chung vẫn kéo được nhưng đoạn bị gãy. Bên này thì hành đồ si đã thay mới cho quý vị cái đoạn này. Mấy cái trông mấy cái ổ khóa như này thôi nhưng mà thay tốn rất nhiều tiền đấy quý vị. Nếu mà bình thường mọi người đi thay thì mỗi cái ổ khóa này nó dao động khoảng 30-40 nghìn, rất là tốn luôn. Mà đặc biệt là mấy con này thì chỉ toàn khóa, tốn thay rất là tốn nhiều tiền luôn ạ. Thêm một lớp lưới nữa, túi các thứ nữa. Đằng sau thì Canon, và đặc biệt là con này sành đồ si thích là ở cái phần vai này quý vị. Cái phần vai này họ làm kiểu mặc rất là thích luôn. Phần cổ áo thì có một đoạn cổ như thế này nhá, rất là đẹp, sành đồ si rất là thích mấy chi tiết kiểu như thế này trên con áo luôn. Cái đoạn này cũng đẹp luôn. Nói chung là với con này thì rất là bền. Điều đáng buồn nhất của con này đó là ở đây nó có một cái vết như thế này quý vị này. Thực ra thì chả ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà sành đồ si gửi đến quý vị này, khi mà chúng ta mua về chúng ta đỡ bị sốc trong trường hợp là chúng ta cảm giác rằng là kiểu sành đồ si bán nó không trung thực. Đó, đằng sau này còn có những cái chi tiết như thế này nữa, rất nhiều chi tiết trên này mà nhiều khi mà sành đồ si cũng chưa khám phá ra. Và đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì sành đồ si cảm ơn những quý vị nào chúng ta đã xem hết like này. Chúc quý vị buổi tối vui vẻ và đặc biệt là chúc quý vị chốt được những món hàng mình ý nhé. Sành đồ si chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398. Quý vị nào chúng ta muốn đặt hàng thì hãy liên hệ với Zalo này. Sành đồ si sẽ có bạn link ở bên đấy để chúng ta chốt đơn cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến phiên live này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp theo. Bye bye mọi người. Sành đồ si đi cảnh đấy.